bị món canh chua chay. Các bạn nào muốn ăn chay tinh khiết thì hãy theo dõi clip này để mà nấu đồ chay. Trước tiên mình chuẩn bị nấm, 100 g nấm, nấm rơm. Tiếp đó là chuẩn bị một ít bông súng đà lạt và một cọng bạc hà, 200 g bông điên điển. Và khoảng 2 miếng tàu hũ tươi. Tốt hà với bông súng. Mình chuẩn bị nấu canh chua. Canh chua chay là món ăn vừa đặc sản vừa tinh khiết sạch sẽ, khỏi phải lo thức ăn bẩn, khỏi phải lo thịt bị nhiễm lợn châu phi. Ăn đồ hủ tinh khiết đẹp da. An toàn cho sức khỏe. Không cần phải sát sanh gì hết, về thiên đàng sớm. Ăn chay đúng cách là tốt cho sức khỏe lắm đó các bạn ơi. Đầy đủ rau củ quả, đầy đủ dinh dưỡng cho vitamin cung cấp cho cơ thể. Đậu hũ là thực phẩm chín. Đồ chay, ăn đậu hũ càng nhiều càng tốt. Bạc hà mình cắt cho vừa miếng ăn gì nè. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chuẩn bị nấu một món canh chua thập cẩm chay. Nếu các bạn nào có xu hướng muốn ăn chay cho khỏe mạnh, cho tinh khiết thì hãy theo dõi cách mình nấu canh chua chay sau đây. Trước tiên là mình phải chuẩn bị một ít 100 g nấm, 4 con cá sặc chay. Tùy thích, mình muốn nấu nhiều thì cũng để nhiều hơn cũng được. 4 con cá sặc chay, một cọng bạc hà nhỏ gọn thôi, và một ít bông điên điển, một ít bông súng, còn cái này là rau mùi, mình để vô cho nó thơm. Rồi khâu đầu tiên bắt đầu chuẩn bị cà chua, thái ra cho vừa miếng ăn thôi. Tùy bạn thích, muốn để 3 trái, 4 trái gì cũng được, theo sở thích của mình. Cà chua thì chỉ để cho nó có hương vị thơm, cà chua ăn cũng bổ. Mình để nhiều cũng được, ăn cho đẹp da mà. Sắc một ít hành nha các bạn. Rồi một ít tỏi. Xong. Tiếp tục bắt chảo lên. Là chảo rồi cái nồi gì đó, cái nồi chấm dính hay chảo chấm dính thì cũng được tùy. Cho hành vào tỏi vô.
thảo cho đều và cho hành cái tỏi vàng lên. Cá sặc chuẩn bị. Bắt một cái chảo dầu riêng nữa. Để bắt đầu mình chiên cá sặc. Chiên cho nó vàng lên mà để vô canh chua sẽ rất là ngon. Rồi, hành với tỏi nó bắt đầu đã vàng lên. Rồi mình cho cà chua vào. Một ít đậu hũ tươi. Bởi vì tàu hũ tươi để vô trong canh chua mình nấu hơi lâu một hồi nó dai lên nó rất là ngon. Cá sặc chiên vàng lên rồi canh chua khi mình nấu xong mình thả vô cũng được, hay hoặc là mình thả vô trước cũng được, tùy theo sở thích. Nếu mình muốn ăn mềm thì mình thả vô sớm, còn nếu mình muốn ăn cho nó dai thì mình thả vô trễ. Khi cà chua với tàu hũ mình xào lên một hồi, mình sẽ cho vào một chút hạt nêm. Hạt nêm nấm bào ngư, nêm chay nha các bạn. Bởi vì canh chua cho nên mình sẽ để một chút xíu đường, ít thôi, không cần nhiều gì đâu, để cho mình dặn cái độ chua lại cho nó đừng có bị ái, và một chút xíu bột ngọt. Rồi đó là cách thức nêm. Các bạn cho vô đây khoảng 2 tô nước. Đợi cho nước nó sôi lên, nó chín cà, nó dai tàu hũ. Thì mình sẽ tiếp tục để đồ thập cẩm, đồ bổi vào. Cho một ít nấm rơm vào. Món canh chua ngày hôm nay á, mình không nấu giấm hay là mình không nấu me gì hết, mà mình sẽ nấu bằng hạnh nha các bạn. Cái hạnh nấu canh chua rất là ngon. Hương vị của canh chua nó sẽ tăng lên rất là đặc biệt. Nếu các bạn nào chưa nấu thì thử đi. Sẽ cảm nhận được cái mùi ngon của hạnh khi mình nấu canh chua. Mình rất là thích nấu canh chua với hạnh. Nếu không có thì cũng có thể nấu giấm hoặc me. Mình chuẩn bị trước, nhưng mà có hạnh thì rất là ngon. Hạnh là một loại nước trái cây chua nhưng mà nó thanh đạm lắm. Nó lại là bổ dưỡng cho sức khỏe nữa. Nó có vitamin C, vitamin E rất là nhiều. Vitamin C. Cho nên khi mình dùng trái hạnh để nấu canh chua thì nó cũng rất là ngon, nó cũng rất là đặc biệt đó các bạn. Mình lấy nước xong rồi mình vớt hạt ra. Đây mình sẽ có một chén nước hạnh rất là ngon. Cá sặc khi mình chiên vàng xong mình sẽ vớt ra.
sau khi nước canh chua nó sôi lên, đúng độ rồi cà chua nó cũng vừa chín hơi, chín nhiều cũng được không sao hết. Tiếp tục mình sẽ thả bạc hà vô, bởi vì bạc hà nó lâu chín đó, trở lại mình phải nấu bạc hà cho nó chín thật là mềm, để bạc hà nó không chín thì ăn nó sẽ ngứa miệng lắm, cho nên phải nấu bạc hà trước, không có sợ nó gục hay là nó rã gì hết. Và tiếp tục cái khâu bông súng. Bông súng và bông điên điển mình có thể là mình thả vô khi nước nó sôi lên mình nhắc xuống liền cũng được, không cần phải quá chín gì hết. Bởi vì bông súng hoặc bông điên điển thì mình có thể ăn sống cũng được, thả vô nước canh chua thì nó sôi lên, nó vừa chín tới là ngon, không cần quá chín gì đâu. Chuẩn bị rau mùi, một ít ớt. Rau mùi trong đây là lá quế, ngò gai và rau canh chua là rau lá quế, ngò ôm, một ít ớt, đậu hũ chiên này là mình làm món mặn. Mình để vô đây một ít cá sặc, canh chua cá sặc, mình chiên cho nó vàng rồi mình để vô một hồi nó mềm lên rất là ngon, cá sặc rất là ngon. Rồi tiếp tục đây là món đậu hũ. Đậu hũ này không phải là chiên mà là mình khử, mình xào, mình xào với dầu ít trong chảo thôi, mình sẽ xào qua xào lại thường xuyên để cho nó vàng đều. Rồi mình sẽ làm món mặn tùy thích, nhắc vừa một ít hạt nêm cho nó vừa ăn thì mình ăn lạc thôi, còn nếu mà mình muốn kho thì mình sẽ bắt chảo thì mình kho thêm, kho với nước tương nấu. Đó là một cách kho của đậu hũ, ăn sẽ không bao giờ ngán. Nếu bạn nào chưa biết kho món đậu hũ ăn không bị ngán thì trong clip sau mình sẽ hướng dẫn các bạn kho đậu hũ chay. Ăn nó là thực phẩm ăn thường xuyên trong gia đình, giống như là các bạn thường hay ăn thịt, ăn cá gì đó, nhưng mà cách kho của mình ăn sẽ ít bị ngán hơn nếu mà mình chế biến đúng cách. Còn nếu mình không biết chế biến đúng cách thì đậu hũ nó cũng dễ làm cho những người chưa từng ăn chay rất là dễ bị ngán. Cho nên thấy là đơn giản, là mặc dù là khi mà mình cùng chế biến đậu hũ nhưng mà mình sẽ chế biến đa dạng, nó sẽ nhiều cách lắm để đa dạng quá cái miếng đậu hũ ra, cái loại đậu hũ là để cho người ăn chay chuyên nghiệp thôi, hoặc là người chưa từng ăn chay ăn cũng không bị ngán luôn, là ăn hoài cũng được. Yeah. Rồi bây giờ bạc hà nó đã bắt đầu chín, bạc hà chín rất là ngon. Tiếp tục mình sẽ cho bông súng vào. Đó. Mình làm món canh chua thập cẩm rất là hấp dẫn. Nếu ai chưa từng ăn chay thì ăn món canh chua thập cẩm này sẽ cảm giác ăn chay không phải là tệ gì đâu. Và tiếp tục là bông điên điển. Tùy mình muốn để nhiều để ít gì cũng được, thích ăn nhiều thì cứ để nhiều, còn không ấy thì mình không thích nhiều thì mình chỉ để cho nó đủ thập cẩm vô cho vừa thấy ngon là được. Rồi sau khi rau củ quả mình để vô đầy đủ hết rồi, rồi bắt đầu mình tắt bếp, tắt xuống. Tiếp theo đó là mình sẽ để rau mùi vô.
ra mùi. Ớt, một ít ớt và rau mùi mình đã chuẩn bị sẵn. Và khâu cuối cùng là mình sẽ để nước hạnh vô, mình đã dắt sẵn rồi đó. Tùy theo người thích ăn chua, người thích ăn không chua nhiều. Nhưng mà canh chua thì phải hơi chua đi, chua và ngọt ngọt. Ngon lắm. Đây. Đây là hoàn tất một nồi canh chua cá sặc. Ở trong đây có đậu hũ tươi, có nấm rơm và có cá sặc chay nha các bạn. Mình nấu bằng cá sặc chay nha. Rồi như vậy là mình đã hoàn tất tô canh chua chay. Mọi người hãy vì sức khỏe ăn chay đi cho nó tốt cho sức khỏe của mình và thân tâm được an lạc đó các bạn ơi. Rồi với thời buổi hiện đại này thì nó là một loại thức ăn rất là tinh khiết, bổ dưỡng cho cơ thể, tốt cho sức khỏe rất là nhiều. Ăn chay để tâm mình được an lạc, thanh tịnh.